tình cảnh của quách tỉnh lý á bằng sau khi vỡ nợ ngày 6 tháng 5, báo trung quốc đưa tin lý á bằng livestream trò chuyện với khán giả trên trang cá nhân nam diễn viên chia sẻ đang chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ ngoài sản xuất vlog về cuộc sống thôn quê anh bán thêm nông sản như trà nấm tươi theo lý á bằng để sớm trả dứt điểm các khoản nợ quay về cuộc sống bình thường anh không nề hà bất kỳ công việc nào anh làm việc hơn 8 tiếng một ngày chấp nhận đội nắng livestream bán hàng hay đích thân đóng gói hàng nghìn sản phẩm nhằm tiết kiệm chi phí thuê nhân công Nam diễn viên và vợ hoa hậu cũng nhận quảng cáo cho trường tư thục, thương hiệu thực phẩm. Lý Á Bằng hiện bị tòa án cấm chi tiêu xa xỉ vì mất điểm tín dụng xã hội, bị xếp vào nhóm không trung thực. Anh chậm trễ trong việc chi trả 5,7 triệu đô la Mỹ cho công ty Thái Hòa Hữu Liên. Vì vậy, nam diễn viên bị tòa án xử lý mạnh. Hình phạt này khiến cuộc sống của Lý Á Bằng đảo lộn. Ngày 29 tháng 4, anh bị từ chối cho lên máy bay, mắc kẹt ở sân bay Nam Ninh, Quảng Tây. Theo quy định, ở Trung Quốc, công dân mất điểm tín dụng xã hội sẽ bị thắt chặt chi tiêu chỉ được duy trì các nhu cầu thiết yếu cho đời sống cá nhân. Họ bị cấm đi máy bay hạng nhất, mua bất động sản, ở trong khách sạn năm sao, đi nghỉ dưỡng. Lý Á Bằng từng là sao hạng A tại Trung Quốc, song anh sớm từ bỏ giới giải trí đế theo đam mê kinh doanh. Giờ đây, ở tuổi 51, tài tử chỉ có những khoản nợ. Cuối tháng 4 vừa qua, Lý Á Bằng thừa nhận vỡ nợ. Anh cho biết những năm qua, công ty bất động sản, dự án đầu tư du lịch thua lỗ, không sinh lời. Đến năm 2022, sau năm mất khả năng duy trì hoạt động công ty thanh toán các khoản vay. Anh sa thải 200 người nhưng không có đủ tiền bồi thường hợp đồng cho họ và phải nợ lại nhiều nhân viên cũ. Tại showbiz Trung Quốc, Lý Á Bằng bị đánh giá là ngôi sao không biết làm ăn. Anh có không dưới 5 lần kinh doanh phá sản. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn bám trụ với lĩnh vực không phải thế mạnh và sống chật vật ở tuổi trung niên. Lý Á Bằng chia sẻ rằng, tôi là kẻ thất bại. Vụ việc lần này khiến tôi sáng mắt ra. Sự thiếu thực tế, không biết lượng sức mình khiến tôi khốn đốn. Trước khi lâm nợ, lý á bằng là ngôi sao hạng a của giới giải trí hoa ngữ nam diễn viên có nhiều tác phẩm nổi bật trong đó có hai bộ phim kinh điển là tiếu ngạo giang hồ và anh hùng xạ điêu do đóng vai cao thủ võ lâm trên màn ảnh lý á bằng trở thành đại hiệp trong lòng công chúng tuy nhiên lý á bằng bỏ công việc giải trí để theo đuổi đam mê kinh doanh song nam diễn viên đầu tư đâu lỗ đó thậm chí còn làm thâm hụt tiền trong quỹ từ thiện mang tên con gái lý yên và nảy sinh tranh cãi với vương phi khiến hai người ly hôn theo bạn bè lý á bằng không có khả năng tính toán nhìn xa trông rộng trong kinh doanh, nhưng nam diễn viên thích vung tay quá tráng. Khi đầu tư quay phim, Lý Á Bằng cho đoàn phim hơn 50 người ở khách sạn năm sao. Các chi phí ăn ở, máy bay đều do anh chi, nhưng dự án không thành công. sau Nam từng bỏ ra 50 triệu đô la Mỹ để xây dựng một trường mẫu giáo với mục đích khôi phục văn hóa truyền thống. Khi đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở khu vực Lệ Giang, anh khiến kiến trúc sư choáng ván khi mua cây nhập khẩu với số tiền 800 đô la Mỹ một cây xanh, chỉ để tạo dựng khu cảnh quan xa hoa những bê bối đời tư khiến lý á bằng không còn giữ được danh tiếng đại hiệp như xưa nam diễn viên cũng không mặn mà với việc đóng phim do đó khó quay trở lại với diễn xuất bạn nghĩ như thế nào về cuộc đời của diễn viên quách tỉnh lý á bằng